Hello Quang Phạm, xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay thì cái nhà của cô Tám Yến mình đã lập cái máy tôn xong rồi đó nha quý cô chú anh chị. Thì Quang qua sẽ tổng kết cái số tiền mà còn dư cái số tiền bao nhiêu thì Quang Phạm sẽ gửi cho cô Tám Yến. Thì cô Tám Yến đi chữa bệnh cho em Trung nha. Thì mời quý cô chú anh chị hãy theo chân Quang Phạm nha. Đây là đường này là vô nhà của cô Tám Yến nè. Thì hồi nãy là mấy chú từ thiện đó đã lập cái máy xong rồi, mấy chú về rồi. Giờ Quang với Toàn đi vô nha. Tặng mình coi cái nhà, cái máy tôn là lợp đẹp như thế nào. Như còn dư lại cái số tiền của chị Trang đó. Thì gửi cho Quang 5,5 triệu. Thì mình đã làm cái máy tôn là được 2,2 triệu nha. Thì còn lại là 3,3 triệu sẽ gửi cho cô Tám Yến để cô Tám Yến chữa bệnh cho em Trung nha. Đây là đường vô nhà của Tám Yến nè. Đường này là đường trong ruộng nha. Nó xíu à. Đây mùa nước nổi chắc ngập lên đó. Ngập là chắc luôn. Rồi Quang Phạm đi vô nhà của Tám nha. Thì cái nửa cái máy tôn phía trước là của mà cô chị Trang tài trợ, còn nữa máy tôn phía sau là cho anh chú Thành tài trợ nha. Thì nhà là mấy cây xà gồ đó mình không có hư nha. Rồi mấy chú nói là xài được nên là mấy chú kêu khỏi mua, để còn dư lại cái số tiền á thì cho cô Tám. Thì để cô Tám mà chữa bệnh cho em Trung. Con chào cô Tám. Chào cậu. Máy tôn xong rồi hả cô? Máy tôn xong rồi cậu. Rồi đây. Máy tôn xong rồi ha. Dạ. Xong rồi con vô coi máy tôn nè cô. Vui không cô Tám? Vui quá trời vui cậu ơi, vui rồi mừng ơi, sức mồ hôi mà khóc luôn á. Dạ, đây là máy tôn lập mới xong hả cô Tám? Dạ, mới xong cậu. Quá à? Dạ. Giờ là tối mà mưa gió thì là dạ, cũng không. Dạ. Mở đèn lên cho con cô Tám. Ha. Dạ dạ dạ. Giờ tối là mưa gió đồ là không có giọt nữa đó ha. Hết sợ rồi cậu. Hết sợ rồi cô Tám ơi. Dạ. Vui quá vui à. Rồi sẵn có cây nhang. Dạ cô vui quá, con cũng cho con đốt cây nhang này với cô Tám. Dạ. Con mô gì Phật, bữa nay là ngày cậu Quang lại quay rồi từ thiện cho căn nhà con gái ba Quỳnh Văn Chính, mẹ Phạm Thị Đẹp, mẹ sống con chết thiêu đi theo phụ hộ đổ cho các cậu mừng ăn có tiền có bạc. Nam mô Di Phật. Em gái anh Quỳnh Văn Quang liệt sĩ, anh sống con chết thiêu, bữa nay em mừng quá anh ba ơi, có căn nhà che nắng che mưa cho ba thờ qua với thờ anh. Thế là anh theo về phụ hộ đổ cho vợ chồng em mà ăn vui vẻ, con cái bệnh hoạn hết. Ngồi Phật, ngồi Phật. Dạ. Thì Quang Phạm là cũng là mong là ông bà sẽ phù hộ cho Quang Phạm, sẽ giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Thì hôm nay Quang Phạm đến chỗ sống khôn mà thương, sửa được cái máy tôn của cô Yến là Quang Phạm rất là vui. Thì con đi theo phù hộ Quang Phạm đó. Là mong ông bà sẽ phù hộ cho Quang Phạm để Quang Phạm mà ăn khống khá để giúp đỡ được nhiều người khó khăn, giúp nhiều người khó khăn nữa nha. Như ý đi theo cậu Quỳnh, cậu Quang Phạm á, quay nhiều cảnh đời bất hạnh như mình nữa rồi mọi sự như ý nha con, đi theo cậu nha con. Cậu Quang đó sống khôn chết thiên đó, con đi theo về vụ hộ độ cho ông bà đất đa dương trạch, các chú các bác siêu hồn lộc mã cho cậu Quỳnh, cậu Quang đó đi mừng những cảnh đời bất hạnh như nhà mình nhiều nữa nha con, theo cậu đổ như mẹ nha con. Gái ông tạo ông địa đất đa dương trạch, con thỉnh ông về đây phụ hộ độ cho cậu Quang Phạm là mừng nêu được nấy nè, rồi giúp đỡ cho nhiều người nghèo khổ như con nữa. Nam mô Di Phật, nam mô Di Phật. Đây là thấy không quý cô chú anh chị, thì cái máy tôn này là nãy là đã lập xong rồi nha, nhìn đẹp không quý cô chú anh chị? Dạ. À, thấy không, giờ mình đã lập xong rồi, giờ mưa gió nó là không bây giờ là sợ mưa gió nữa ha cô Tám.
Bữa nay cậu lại cho quay lên rồi cho ton rồi các chú lợp nhà dạ. Xong rồi ngày mai cho được 35 kg gạo nữa cậu. À, nhà nước cho mình 35 kg gạo hả cô? Dạ, ngày mai dạ. Nhà nước cho. Thì là cái chỗ này là thường quan phạm là quay là nó giọt nè, nó lủng như cái gỗ vậy đó cô. Dạ đúng rồi. Dạ ha, bây giờ quan phạm cũng không có thấy nữa. Tức dạ, là dạ. Mình là cái này là mình không có sợ giọt nữa. Dạ dạ dạ. Dạ. Đây dạ, là dạ. Còn em Trung nè, em Trung thì còn lại dư cái số tiền. Dạ. Là con sẽ hồi con sẽ giao cho cô để dạ. Cô đi chữa bệnh cho em Trung nha. Dạ. Dạ. Dạ, vui lên nghe em Trung. Dạ, rồi rồi không sao đâu, đừng có buồn nữa nha. Dạ, dạ. Rồi ha. Dạ. Được. Dạ sáng rồi em mới uống rồi đó cậu. Nãy ăn uống gì chưa? Dạ sáng giờ em ăn miếng cháo rồi em ăn uống cháo thuốc. Ăn cháo hả cô Yến? Dạ. Dạ. Nó sợ rồi Covid nó kêu cho nó chai này nằm chai, đây. Cho chai này nữa hả? Dạ. À, sẵn con xịt luôn coi. Dạ. Dạ. Chung có sợ. Có sợ không? Dạ. Dạ. Xịt luôn nè. Đó, cho nó ok luôn. Hồi tối nó bệnh nó sốt, nó mưa nó giọt cậu, thế này em này ướt hết nó chạy. Hồi tối là mưa quá trời mưa hả cô? Dạ, cô chưa có lọc kịp, hôm qua căng dạ, có dạ. Miếng một là nó dầm mưa rồi. Dạ. Rồi mấy chú sợ điện giật này kia, chú ngưng sáng nay chưa được 6 giờ mấy chú lại làm rồi. Dạ. Dạ thay mặt dạ, là xong cái máy to này là con thực sự là con rất là vui mừng dạ, luôn đó cô Tám. Giúp được cô là con rất cậu, là vui mừng. Cậu Quang chúc cho cậu Quang dạ. Rồi gia đình mà ăn khấm khá rồi đi giúp nhiều cảnh đời bất hạnh nữa. Dạ dạ, dạ. không có gì cô dạ. Vui lên nha. Dạ dạ dạ. Dạ, dạ. Cô Tám. Vui lên dạ. Lại đi từ thiện cậu ơi, lo dạ, cho dạ. Con ngày mai dạ. Mốt đi khám bệnh cho cháu. Dạ, mốt còn cái dư số tiền cô đi khám bệnh cho Quỳnh Minh Trung. Em Trung ha. Dạ dạ dạ. Rồi mình qua ra ngoài đi cô nha. Dạ dạ. Rồi đi ra ngoài đặng con sẽ tổng kết cái số tiền là bao nhiêu dạ, dạ. để là nè cô cháu mình ngồi đây đi ha. Dạ cậu ngồi. Con sẽ ấy tổng dạ. Kết cái số tiền bao nhiêu con giao cho cô. Dạ. Đây là cái đây nè giấy tờ nè đó. Là hai cái to cái máy ton phía trước nè dạ. Là 2.163.000 dạ. Thì máy ton phía sau là của chú Thành tài trợ dạ. Hai máy ton phía sau là của chú Thành tài trợ là 2.015.000 dạ. Đây là này là cái bộ giấy gì nữa đây đây là bản giá là tổng cộng là 2.163.000 nha dạ 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 đó. Dạ. Là ton không đó mình dạ. Không có tính xà gô toàn dạ. Là tính là này là ton không đó dạ. Là 2.163.000 là 5 tấm ton nha dạ. Rồi rồi dạ. Là 5 tấm ton phía trước là của chị Ngọc Trang tài trợ dạ dạ đang chị Ngọc Trang tài trợ là 5.5 triệu dạ, dạ. Mình tính là thay những cái xà gô này luôn cho cô dạ. Nhưng mà mấy chú làm đó mấy chú nói là bây giờ mấy cái xà gô này á dạ. Là nó không có bị hư dạ. Nên là sẽ không có thai dạ. Để dành lại cái số tiền đó dạ, dạ. Để cho cô Tám chữa bệnh cho em Trung dạ, dạ. Rồi hồi nãy thì con cũng có điện cho chị Ngọc Trang rồi dạ, dạ. Thì có hỏi ý chị Ngọc Trang là chị Ngọc Trang là đồng ý là còn số tiền còn lại là để cho cô Tám Yến dạ, là dạ. Gửi cho em Quỳnh Minh Trung dạ, để ngày mốt gia đình cảm ơn chị bệnh. Trang để dạ. Có được cái mái nhà cũng nhờ chị Trang cho được cái mái nhà này để che nắng che mưa để cho con với vợ chồng sống những ngày còn lại xin cảm ơn nhiều dạ. Chúc cho dì Trang và các cô các chú mận ăn có tiền có bạc để giúp nhiều mảnh đời bất hạnh nữa xin cảm ơn nhiều và chúc những mạnh thường quân những nhà họ tâm và chúc cho cậu Quang là đi quay nhiều cảnh đời bất hạnh nữa và để có tiền giúp đỡ cho những người nghèo như đi ông mua như Phật cảm ơn. Đây tao tổng cộng là cô xích ở đây ha. Rồi tổng cộng là 5.500.000 nhưng mà dạ. Nãy mình làm cái máy ton là hết là 2.200.000. Dạ. Bây giờ là còn lại là 3.300.000. Dạ. 3.300.000 với 2.200.000 là 5.500.000. Dạ. Thì con sẽ giao cho cô là đây là 1 triệu nè. Dạ. Chưa mình đếm trước là 1 triệu nè. Dạ. 2 triệu nè. Dạ. 3 triệu nè. 3.200.000, 3.300.000 này ha. Dạ. Rồi bây giờ con sẽ đưa cô nè, đây là thấy không? 1 dạ. Triệu nè. Dạ. 2 triệu nè dạ. Đây 3 triệu nè dạ. Đây 3.300.000 dạ.
Rồi. Vậy thay mặt cho gia đình thì trước hết thì cảm ơn cô Trang, rồi chúc cho cô Trang bên nội bên ngoại rồi mừng ăn khấm khá, rồi lại giúp nhiều cảnh đời bất hạnh, rồi chúc cho cậu Quang Phạm á là đi quay cảnh đời nhiều để giúp cho những người nghèo khổ rồi để có mái ấm gia đình, rồi có mừng quá mừng cậu ơi, rồi cô Trang ơi để có mái nhà rồi để che nắng che mưa rồi để đi từ thiện rồi kiếm cơm, rồi còn số tiền này á là hứa cho cô Trang á là để trị bệnh cho cháu Minh Trung, là xin kinh thành là cảm ơn cô Trang nhiều lắm, cảm ơn và cảm ơn cậu Quang. Rồi Quang Phạm cũng là thay mặt cô Tám Yến, dạ, là cảm ơn chị Trang rất là nhiều, dạ, đã giúp cho cô Tám Yến có được cái mái tôn, dạ, và dạ, còn dư cái số tiền để chữa bệnh cho em Trung, dạ, thì dạ, Quang Phạm xin chúc cô là chị Ngọc Trang là có nhiều sức khỏe, dạ, dạ, và làm ăn phát tài, dạ, dạ, ông chúc cho cô Trang đó, dạ, làm ăn phát tài, giúp cậu Trang đi quay nhiều cảnh đời bất hạnh rồi giúp đỡ nhiều người nghèo, dạ. Bây giờ hứa với cô Trang là có căn nhà che nắng che mưa, với cậu Quang là có căn nhà che nắng che mưa, và hứa những các cô các chú Mạnh Thường Quân rồi những nhà hảo tâm là hứa là để nuôi cho cháu Quỳnh Minh Trung để hết bệnh để sống còn những ngày còn lại, xin cảm ơn nhiều. Thì cô thấy cái nhà mới của mình xong là cô thấy vui không cô Tám? Dạ bữa nay chị thấy cái nhà mới mà xong rồi là mừng, nó không có sợ đêm hôm mà mưa gió mưa giọt, nó không có sợ là đi từ thiện và bỏ Quỳnh Trung vào nhà nữa cô ơi. Dạ bữa hôm nay là mừng lắm cậu Quang ơi, giờ dạ, hết sức là mừng rồi, dạ, để yên tâm ha cô Tám, bây dạ, giờ tối mình đi về là có mưa gió mình cũng không suy nghĩ về cái dạ, gia đình nữa. Dạ báo với cậu Quang với cô Trang là mưa rồi là cái nhà xong là ngày này mưa người ta cho 35 kg gạo để đổ vô khạp rồi có cái gạo ăn nhiều, rồi là chúc là cho gia đình bớt khổ bớt buồn rồi bớt vui đi lên để đi làm những ngày còn lại. Cái gì là nhà nước cho mình 35 kg gạo nữa. Dạ, người ta hứa là sáng mơ người ta cho 35 kg gạo, 7 giờ đi nhận lấy người ta lại, cậu đang lợp con gạo lại người ta dạ, cho hay đó cậu. Dạ. Rồi cũng mừng quá rồi mừng rồi. Dạ khu vực Thái Hòa C phường Long Hưng đó, rồi ơn dạ, hoàn cảnh của cô Tám là ở khu vực Thái Hòa C, dạ, phường Long Hưng, quận Ô Môn, dạ, thành phố Cần Thơ. Dạ dạ dạ. Bây giờ là mình có được cái máy tôn rồi, giờ nhà nước cho gạo nữa là dạ, cũng thấy là nhìn niềm vui nó nhân đôi dạ, đó cô dạ, Tám. Dạ cô Tám ở khu vực Thái Hòa C. Thái Hòa C. Thái Hòa C phường dạ, Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, mà bữa dạ, nay thì trưởng khu vực á lại cho hay là cho được 35 cái nhà gạo. Dạ. Căn nhà vừa xong có gạo nữa là rất là mừng rồi. Xin cảm ơn hết trơn các chú các cô ở dạ, khu vực này kia nọ nữa, xin cảm ơn nhiều dạ, dạ, đảng chính phủ rồi đã có căn nhà che nắng che mưa và thờ liệt sĩ và thờ ba chồng mẹ chồng và thờ nhỏ con gái dạ, dạ đã hết sợ dột rồi, hết dột dạ, hả cô dạ, dạ. Dạ, hai ông quay lại cho cái dạ, toàn bộ cái nhà từ trước tới sau cho quý cô dạ, chú chị xem đi dạ, cậu Quang rồi giờ có xe đi rồi có nệm ngủ rồi có cơm ăn rồi dạ, có nhà rồi. Dạ. Dạ, dạ. Yeah, giờ dạ, tôi nó sáng đẹp rồi, giờ dạ, dạ, yên tâm rồi quá cô Yến ơi. Dạ dạ dạ. Nhà nhà sau của cô cô chỉ cô Tám chỉ cho Quang là bây giờ. Dạ 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 dạ. Người ta không còn dột một miếng gì hết trơn à. Dạ dạ dạ. Thấy không? Quá đẹp rồi. Dạ dạ dạ. Còn đó là em Trung nha, ngày dạ, bữa nào mình đi khám sáng ngày mốt cháu đi rồi mốt ha, bữa nay cháu đang sốt nó, bác sĩ Ngọc bác nói là nếu mà cái đề kháng của nó không xong thì lại phải lọc máu tuần ba là dạ dạ dạ. Máy tôn trước là của chị Ngọc Trang tại chợ nè, hai vợ chồng thì hứng nước mưa rồi uống dạ, hết ngày này qua ngày kia chứ không có dạ, nước lọc mình luôn. Uống nước mưa thấy nước mưa cũng tốt lắm đó cô ấy. Dạ 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 dạ, dạ, dạ. Mừng quá trời mừng dạ, tôn mà ti nó cũng Sài Gòn thì cũng thấy là mấy chú nói là cô ok, còn quá đẹp dạ, dạ, không dạ, có bị gì hết nên dạ, là mình không cần phải thay dạ, còn dạ, số tiền để cho cô chữa bệnh cho dạ, dạ, cho em Trung. Dạ, dạ cảm ơn cô chú. Còn cái cô cái gông này nè cô. Dạ, dạ dạ dạ. Cái gông này cô phải nhớ là mua nha cô. Dạ ngày mới hứa với cậu mua. Mua gông đặng cô gãi cho nó đừng có đi lấy. Thôi cô với chú mà đi đây té một cái là mình giờ dạ, mình không dạ, có tiền dạ, nữa dạ, mình té dạ, cái nguy hiểm dạ, lắm cô dạ, dạ, nha, mua 2 kg với vôi á về dạ, cái cô gãi vòng vòng đây nè dạ, dạ, gãi xong cái nắng lên cái cô lấy chổi hay cái gì đó dạ, quét dạ, cái là dạ, hứa cậu để mua dạ, để gãi về cậu rồi dạ, dạ. Quan Phạm cũng cái này á là con có mấy thiên cô Tám, cái này ví dụ mình mua 5 kg đủ dạ, dạ, vôi nó không có nhiều tiền dạ, 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 dạ. Này khoảng 5 kg vôi ha Toàn, nó vô bột hả cậu? Đúng rồi vô bột á, dạ, nó vô túi 5 kg dạ, dạ, xong đó cái mình đắp ướt gì nè chút dạ, nếu mà trời nắng á thì mình tưới nước nó cái rồi mình gãi vôi lên dạ, dạ, thấm xuống đựng quét vậy chân á dạ 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 nha dạ, cảm ơn cậu nhiều, cậu Toàn trai nhiều dạ, rồi dạ, 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 được rồi nha dạ, dạ, vậy dạ, là
Nãy giờ là cô ăn cơm chưa? Cô tám dạ, ăn cơm chưa? Mới nấu cơm mà mừng quá rồi chưa nấu cơm nước. Mừng quá chưa nấu cơm hả? Dạ, tối nay chắc thức sáng đêm nữa. Dạ, tối nay chắc không ngủ được đó dạ, cô tám. Dạ, không có căn nhà che nắng. Theo con nghĩ là tối nay có mưa là cô không có chạy vậy để lấy cái nồi cái thau để mà hứng nữa. Dạ, bữa nay vậy là mừng rồi mà để có chỗ giúp được cho cô tám con cũng mừng lắm. Che nắng che mưa rồi thờ liệt sĩ rồi thờ ba chồng mẹ chồng rất là mừng rồi mẹ ba chồng mẹ chồng với con gái với anh ba liệt sĩ nó cũng đổ cho mấy cô mấy chú rồi các cậu mạnh giỏi mà ngăn cho những người nữa. Giúp đỡ những người bất hạnh nữa. Rồi Quang Phạm cũng xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn thì, cô chú. Quang Phạm cũng xin là kính chúc quý cô chú anh chị một cái ngày thật là nhiều niềm vui và luôn đồng hành cùng Quang Phạm nha. Bye bye quý cô chú anh chị.